Thưa quý vị, năm nay Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính. Thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, tức là từ ngày 9 tháng 4 đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2024, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện thị thành trong tỉnh. Về tổ chức phần lễ tại lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024, các thủ tục nghi lễ phải được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống của dân tộc, đúng quy định của nhà nước về tổ chức các hoạt động phần hội, bảo đảm không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, bảo đảm hợp lý về thời gian, địa điểm, khuyến khích thực hiện xã hội hóa ở mức cao nhất. Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch, chủ động nắm vững kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khởi công, tu bổ, tôn tạo đình Thanh Hà ở số 10 ngõ gạch, phường Đồng Xuân. Đây là ngôi đình thờ tướng Trần Lựu, một vị tướng có nhiều công lao đóng góp trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thời nhà Trần. Đình đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 21 tháng 1 năm 1989. Nằm giữa trung tâm thủ đô trong khu vực 36 phố phường cổ xưa, đình Thanh Hà từ lâu đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng. Trải qua thời gian dài tồn tại với những biến cố thăng trầm của lịch sử, của thời tiết khí hậu khắc nghiệt và tác động của con người, đình Thanh Hà có dấu hiệu xuống cấp cần được tu bổ. Dự án tu bổ tôn tạo đình Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm được phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 264 ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm, giao Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội làm chủ đầu tư dự án. Đình Thanh Hà là một công trình kiến trúc đình làng truyền thống với lối kết cấu kiến trúc chữ công. Đình có bề dày lịch sử lưu giữ một khối lượng lớn những di vật phong phú về ngoại hình, đa dạng về chất liệu và nhiều về số lượng như thần phả, sắc phong, hoành phi, câu đối, khánh văn bia. Các di vật có niên đại trải dài từ thời Lê sang thời Nguyễn. Hôm nay, tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Đây là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Tại tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới quần thể danh thắng Tràng An, các đại biểu, các chuyên gia và các nhà khoa học tập trung phân tích các nghiên cứu khoa học về tiềm năng của di sản Tràng An, nêu bật được đặc trưng, tiềm năng lợi thế, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử, những thuận lợi, khó khăn và những bước tiến trong khai thác tài nguyên di sản thành tài sản tại Ninh Bình nói chung và Tràng An nói riêng. Việc phát triển các sản phẩm du lịch di sản tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình không chỉ thuần túy là phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch và phát triển kinh tế du lịch, mà quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và lịch sử, diễn giải các giá trị di sản một cách khoa học để bảo đảm rằng những giá trị quý báu này sẽ được lưu truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Chiều nay, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm Mẹ yêu con, đề cao tình mẫu tử thiêng liêng và tình cảm gia đình. Triển lãm ảnh Mẹ yêu con mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật 30 bức ảnh về những khoảnh khắc giữa mẹ và con, tuy đời thường nhưng ấm áp và yêu thương, được nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện trong khoảng thời gian gần 20 năm. Nhiếp ảnh gia Lê Bích đã đi dọc các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến các tỉnh miền Trung. Tác giả đã gặp gỡ, trò chuyện và bắt gặp những khoảnh khắc đầy cảm xúc, chân thực như thước phim sống động về tình mẫu tử thiêng liêng. Tại triển lãm, người dân và du khách xúc động trước những câu chuyện về tình mẫu tử giản dị và thiêng liêng trong từng khoảnh khắc tràn ngập tình yêu thương của các bà, các mẹ trên những bản làng xa xôi, nơi dẻo núi cao mờ sương đến những nơi đồng bằng. Trong những giờ phút lao động, vui chơi, nghỉ ngơi hay trao truyền tri thức. Tại sự kiện, nhiếp ảnh gia Lê Bích cũng đã trao tặng bộ ảnh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, giúp làm phong phú hơn hoạt động trưng bày của bảo tàng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay mùng 1 tháng 3 tại thành phố Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai biên bản ghi nhớ về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hội nghị triển khai biên bản ghi nhớ về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng có sử dụng vaccine để phục vụ xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam sang Trung Quốc. Biên bản ghi nhớ đã được ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 12 tháng 12 năm 2023. Biên bản ghi nhớ đã được ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, ký vào ngày 16 tháng 9 năm 2023. Hiện Việt Nam có nhiều doanh nghiệp đã chăn nuôi theo quy trình khép kín, từ giống, thức ăn dinh dưỡng, phòng bệnh an toàn sinh học, giết mổ, chế biến và vận chuyển. Do vậy, đây chính là cơ hội để sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc một cách nhanh nhất, đồng thời góp phần bảo đảm một thị trường xuất khẩu nông sản nhất nhì của Việt Nam. Tỉnh Lào Cai cũng cam kết tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trên địa bàn. Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật dữ liệu để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Công an đề xuất xây dựng luật dữ liệu với các chính sách lớn như sau: quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, quy định về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, quy định về trung tâm dữ liệu quốc gia và quy định về sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu. Việc xây dựng luật dữ liệu không ảnh hưởng mâu thuẫn với các luật quy định có liên quan về dữ liệu. Tuy nhiên, tại dự thảo báo cáo, Bộ Công an đề nghị Chính phủ giao các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dữ liệu cho phù hợp với quy định của luật dữ liệu. Thưa quý vị, tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng VAT sửa đổi mới nhất đang được lấy ý kiến, đã có những đề xuất rằng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh thu trên 180 đến 300 triệu đồng một năm mới phải nộp VAT, nhưng Bộ Tài chính đã bác bỏ các đề xuất này. Bộ Tài chính vẫn giữ đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cá nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng, tăng 50 triệu so với hiện hành. Mức 150 triệu đồng đã căn cứ vào chỉ số lạm phát và tình hình thực tế. Việc nâng mức giảm thuế lên cao hơn sẽ ảnh hưởng tới số thu ngân sách nhà nước tại địa phương, nhất là các địa phương có số thu thấp. Cùng với đó, Bộ Tài chính cho rằng ngưỡng chịu thuế cao hơn sẽ không khuyến khích các hộ kinh doanh cá nhân chuyển sang doanh nghiệp. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết nhờ thực hiện thủ tục hành chính liên thông đã rút ngắn thời gian chờ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Như vậy, với trẻ sơ sinh, chỉ sau 2 ngày, gia đình trẻ có thể nhận về tấm thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng để khám chữa bệnh miễn phí trong nhiều trường hợp. Theo các quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật nếu gia đình đưa trẻ đi khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc theo chính sách thông tuyến. Nhóm đối tượng này cũng được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán, lượng lao động người Việt đến các cửa khẩu quốc tế tại Quảng Trị làm thủ tục xuất cảnh sang Lào tăng cao hơn so với những năm trước đây. Các lực lượng chức năng đã tập trung hỗ trợ cho người dân làm thủ tục xuất cảnh thuận tiện đúng quy định của pháp luật. Hơn một tuần qua, cửa khẩu quốc tế La Lai, tỉnh Quảng Trị ghi nhận số lượng lao động xuất cảnh sang Lào tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm trước. Bà con lao động qua Lào làm ăn, chủ yếu ở các nghề như xây dựng, buôn bán, trồng cà phê, cao su và đặc biệt, năm nay có nhiều lao động sang làm công nhân khai thác than đá. Theo thống kê, tại hai cửa khẩu quốc tế là La Lai và Lao Bảo, đã có hơn 24.000 người Việt Nam xuất cảnh sang Lào từ sau Tết Nguyên đán. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu đã tăng cường nhân lực, làm tăng ca, nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất cảnh cho công dân. Thưa quý vị, trong những bản tin thời sự thời gian vừa qua, chúng tôi đã phản ánh đến những bất cập của một số tuyến đường cao tốc trên cả nước. Bên cạnh yếu tố hạ tầng, thì ý thức của người tham gia giao thông cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất an toàn giao thông. Bởi có không ít lái xe bất chấp những quy định để vi phạm luật giao thông đường bộ. Chính điều này đang là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông. Dù vạch kẻ đường là vạch liền, nhưng phương tiện xe khách này vẫn bất chấp để vượt lên. Ai cũng thấy rõ là nguy hiểm bởi việc khuất tầm nhìn, nhưng tài xế điều khiển phương tiện này lại không nghĩ như vậy. Lái xe vượt ẩu mà đè vạch thì cái đấy đương nhiên là sai rồi. Nhưng thực ra là cái đoạn đấy là có nhiều cái đoạn mà có cái vạch liền, vạch đứt thì có thể lái xe có thể vượt được. Nhưng mà cái việc kiên nhẫn để chờ đợi đến cái vạch đấy thì hầu như lái xe nào cũng ít đi thì người ta không kiên nhẫn được. Người ta thường xuyên là vượt như thế.
Còn với trường hợp này, mặc dù đường khá nhỏ hẹp và có biển cấm vượt, nhưng lái xe vẫn điều khiển vượt lên và đi song song với các phương tiện khác. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện khác mà còn dẫn đến bức xúc cho người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy hành vi tránh vượt sai quy định khi tham gia giao thông tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, bởi chỉ cần sơ suất trong một khoảnh khắc có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Mỗi người sẽ có một cái quan sát khác nhau, không ai giống ai cả, nên là nó rất là khó vì nói về góc độ này. Điều kiện cho phép là đủ điều kiện an toàn trước mặt và đường sau, khi quan sát đều đủ điều kiện thì mới được phép vượt. Hiện nay là trong một cái điều kiện hạn chế cho nên là nhiều đoạn đường là chưa có giải phân cách cứng, cho nên là lái xe cố tình vi phạm. Điều này cần phải tích cực tuyên truyền cho lái xe cái tính kiên nhẫn, quan trọng là chấp hành cái hướng dẫn của biển báo. Việc các phương tiện vượt nhau trên cao tốc hay quốc lộ là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là các lái xe phải chấp hành theo đúng quy định của luật giao thông đường bộ để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.